Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Clip tên trộm liều lĩnh và manh động, bẻ khóa trộm xe SH trong tích tắc giữa chốn đông người. Sự việc xảy ra tại một tiệm thuốc tây trên đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 19:40 phút ngày 21 tháng 11. Ngày 25 tháng 11, trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip một tên trộm xe máy hết sức liều lĩnh và manh động tại một cửa hàng thuốc tây có đông người. Sự việc xảy ra tại một tiệm thuốc tây trên đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đoạn clip ghi lại, thời điểm tên trộm hành nghề, ngoài đường có rất nhiều xe cộ qua lại. Trong tiệm thuốc tây cũng có rất đông khách đứng đợi mua thuốc, nhưng hắn ta dường như không có bất cứ lo sợ nào. Chỉ trong tích tắc, cùng với những ngón nghề, nam thanh niên đã bẻ khóa chiếc SH Mode dựng trước tiệm rồi lên xe tẩu thoát. Trao đổi với phóng viên, chủ nhân chiếc SH Mode bị mất nói trên là chị LTTT, sinh năm 1981, ngụ quận Bình Thạnh. Chị T cho biết, thời điểm xảy ra vụ trộm, chị đang làm việc trong tiệm còn bảo vệ xin về sớm đi khám bệnh. Chị T, chiếc xe này chị mua hơn 50 triệu đồng, trong cốp có một số giấy tờ tùy thân, chị T đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường lấy lời khai, trích xuất camera và ghi nhận sự việc.